chào quý chị khách hàng cũng như các anh chị đầu tư đã quay lại với video tiếp theo của nhà đất Hồng Sơn. Hôm nay em sẽ review cho quý vị một căn nhà tại phường An Phú thuộc thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Căn nhà này hôm trước em có review một lần rồi, nhưng do yêu cầu của các anh chị khách hàng, hôm nay em sẽ review kỹ lại vì hôm trước chưa có làm xong. Hôm nay có đưa một số nội thất vào trong nhà hoàn thiện 100% rồi. Hôm nay em sẽ review lại cho quý vị mình xem nhé. Quý anh chị nào hôm trước có xem video rồi chưa hoàn thiện xong, hôm nay xem kỹ lại video em review lại cho anh chị xem nhé. Căn nhà này có diện tích là ngang 6, sâu 15, có sân xe hơi phía sau. Công năng sử dụng gồm phòng khách, phòng bếp, sân xe hơi phía sau. Trên có 4 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ và có sân thượng trước sau, có sân phơi đồ phía sau rất là rộng. Đây là góc hai mặt tiền. Vị trí căn nhà này cách vòng xoay An Phú chỉ tầm hơn 1 km. Cách ngã tư 550 tầm khoảng hơn 3 km. Mặt tiền chính căn nhà này. Và phía trước là con đường rộng 8 m nhé. Đường phía trước rộng 8 m, vỉa hè mỗi bên là 12 m này. Ở đây có hiển thị lộ giới đường 12 m này. Ở đây người ta đã chủ lộ giới hết rồi. Góc ngay ngã tư mình có thể vừa kinh doanh buôn bán, mở văn phòng công ty, buôn bán đa ngành nghề, bán cà phê rất là ok nha. Vị trí rất là đẹp, khu này đang xây dựng rất là nhiều. Ở đây đang có 5-6 căn góc hai mặt tiền. Quý anh chị nào có nhu cầu alo cho em sẽ dẫn đi xem. Phía trước này, con đường phía trước rất là rộng nha. Ở đây khu dân cư đông. Như căn nhà này quý vị có thể mua về vừa ở mở văn phòng công ty được. Bây giờ em sẽ vào trong review chi tiết phía trong. Như hôm trước có vài anh chị xem rồi, còn đang thiếu các nội thất yêu cầu em review ở trong. Nay em sẽ vào trong review cho quý vị xem nhé. Nội thất hôm nay đã vào đầy đủ rồi. Cửa chính ở đây được chủ nhà làm hai lớp cửa này. Ở đây ngoài mình có một lớp cửa cốt đức, phía trong là một lớp cửa nhôm xin pha kính cường lực. View ở đây góc hai mặt tiền, quý vị có thể tận dụng view này để kinh doanh buôn bán ở đây rất là ok nha. Vị trí rất là đẹp, ngay đường chính đây luôn. Bây giờ em sẽ di chuyển vào trong review kỹ cho quý vị xem. Hôm nay chỉ gắn mấy bức tranh nữa là hoàn thiện 100% rồi. Không gian phòng khách này, phòng khách này có bộ nệm sofa, phía trên có đầy đủ giường ngủ, máy lạnh từng phòng hết, tủ áo âm tường cũng như tủ áo thường đầy đủ hết nhé. Nhà này có đầy đủ nội thất rồi, quý vị chỉ việc dọn vali về ở thôi. Đây có bộ bàn ăn 4 ghế nhé. Này đang treo mấy bức tranh nữa là xong rồi. Không gian phòng bếp này. Ở cuối đây có phòng vệ sinh ở đây nhé. Đây có chậu rửa xinh xắn này. Phía sau nhà mình là sân xe hơi nhé. Ở đây có sân xe hơi riêng, mình chạy xe hơi ở đây vào. Chiều sâu 6 mét, mình để xe hơi thoải mái, xe bán tải luôn. Chiều rộng 3 mét, sâu 6 mét. Như căn nhà này mình có thể
mua ở hoặc cho thuê. Như căn nhà này có thể cho thuê được khoảng 20 triệu trên một tháng nhé. Quý anh chị nào có nhu cầu mua ở, mua đầu tư, hãy liên hệ với em Sơn để dẫn đi xem. Trụ bằng gỗ vỏ đỏ này, tay vịn vỏ đỏ và kiến cường lực nhé. Đá hoa cương kim sa. Quý vị đi xem thì hẹn gặp em ở vòng xoay An Phú, em sẽ dẫn đi xem. Giá căn nhà này đang được chủ nhà kêu với mức giá rất là mềm, chỉ có 5 tỷ 150 triệu thôi. Mức giá ok nhé. Giá đầu tư. Phòng ngủ này có giường này, có máy lạnh này, máy lạnh LG. Trần chỉ thạch cao, rất đẹp. Sân thượng phía trước này. Phía trước là sân thượng nha. Khu nhà rất là đẹp. Ở đây có tủ áo âm tường cũng như có phòng vệ sinh ở đây. Phòng vệ sinh rất là rộng nha. Phòng vệ sinh cực rộng luôn. Nội thất cơ bản rất là ok nha. Đây có tủ áo hai cánh này. Di chuyển sang phòng ngủ thứ hai. Phòng ngủ thứ hai rất rộng nha. Có giường này, có tủ áo này. Tủ áo bên đây là tủ áo ba cánh. Có phòng vệ sinh riêng trong phòng luôn nha. Từ nhà này cách vòng xoay An Phú khoảng hơn 1 km, cách ngã tư 550. Vimcom 550 tầm khoảng 2 đến 3 km. Cách Thủ Đức tầm khoảng gần 10 km. Ngang 6, sâu 15. Giá 5 tỷ 1, 50. Quý vị có nhu cầu hãy liên hệ với em Sơn. Hẹn gặp em ở vòng xoay An Phú, em sẵn và xem nhé. Alo cho em Sơn theo số điện thoại 0973 114255. Phòng ngủ thứ ba này có cửa bên hông thoáng mát, nhà hai mặt tiền. Phòng vệ sinh này, chậu rửa mặt. Nội thất ok. Cửa nhôm xin pha. Ở đây mình có không gian có phòng sinh hoạt chung ở đây nhé. Đây mình có thể kê sofa, bàn sinh học, bàn làm việc, bàn học tập. Ban công phía trước này. Bên đây là phòng ngủ thứ tư này. Mình có thể làm phòng thờ ở phía giữa này cũng được này. Hoặc là làm phòng thờ ở đây. Một căn nhà rất là đẹp nha. Quý vị nào đang có nhu cầu nghỉ hãy nhanh tay liên hệ với em. Ở đây đang có 5-6 căn hai mặt tiền, nhưng căn nhà này đã được làm xong rồi. Căn này chắc chắn sẽ bán rất là nhanh. Lan can bằng sắt đúc này. Lan can sắt đúc hết nhá, được sơn màu vàng rất là đẹp luôn. Mặt tiền này. Căn kế bên cũng đang gửi bên mình bán. Khu ngay ngã tư luôn nhé. Ngay ngã tư kinh doanh buôn bán tốt. Rồi, cảm ơn quý chị đã theo dõi video. Mình xin được kết thúc video tại đây.